Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải mà có thể nói đây là vua bán tải luôn ạ. Trên màn ảnh mà quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Ford Ranger Raptor, chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, đăng ký năm 2020 luôn đấy ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Và rất là khỏe khoắn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe này ạ. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe này nó có bị đâm đụng hay va chạm xước sát móp méo gì không nhá. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được và tôi cũng đem lên đây vừa mới rửa xong, đem vào đây để quay lên đây giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn. Vì chiếc xe này nó quá đẹp, không cần phải đánh bóng, không cần phải sơn chi gì cả. Tuy rằng bên ngoài nó có xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà cũng có thể chấp nhận được. Đây tôi phải quay thật sát vào thì quý vị các bạn mới thấy được những cái chỗ vết xước đấy. Đấy, vết xước rất là nhỏ nhẹ nha quý vị các bạn ạ. Đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn từng cái vết xước mà chủ xe đi đã đánh xước, nhưng mà tôi vẫn để nguyên lại cho nó nguyên bản này quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là những cái vết xước rất là nhỏ thôi ạ. Tôi quay phải thật gần, thật sát vào thì quý vị và các bạn mới nhìn thấy được. Chứ còn là chiếc xe này nó đẹp lắm ạ, không chưa phải đánh bóng luôn đấy ạ. Đấy, nước sơn nguyên bản còn nguyên đấy, rất là đều, rất là đẹp xe đấy ạ. Rất là mới ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Đây là cái cụm đèn nhá, cụm đèn pha này. Đèn LED rất là đẹp rồi. Đấy, xi nhan. Đèn pha bi xenon, bên dưới đèn gầm cũng là đèn bi. Rất nhiều anh em mua xe Ranger Wildtrak về để độ lên chiếc xe Raptor đấy ạ. Đây chiếc xe Raptor thì nó đã có nguyên bản đầy đủ đồ rồi, không cần phải độ đồ gì nữa mà nó đã có đồ sẵn rồi ạ. Nhiều xe Ranger Wildtrak bây giờ phải độ đấy ạ. Đấy, từ cái mặt ca lăng quý vị các bạn thấy đấy, mặt ca lăng rất là khỏe khoắn và trên cái mặt ca lăng này đã được trang bị camera trước. Chiếc xe đã có đầy đủ camera 360, đây là cái camera trước này. Và trên gương chiếu hậu là camera sườn này. Đấy, đây là camera sườn nhá. Và đằng sau là camera lùi, camera sau. Đấy, quý vị và các bạn nhé, đây là camera sau này. Chiếc camera này là cực kỳ đắt tiền và hay bị cậy trộm mất đây, cho nên chủ xe đã bắn bảo vệ đây ạ. Đây là cái bảo vệ đây ạ. Camera sau này. Camera sườn bên phụ đây quý vị các bạn nhá, được tích hợp ở trên gương chiếu hậu bên phụ này. Đấy, đã được trang bị lên bộ camera 360, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm thanh thể thao, thanh thể thao đằng cốp sau đây quý vị bạn nhé, thanh thể thao ở thùng và nắp thùng kéo đấy, nắp thùng cuốn đấy. Đấy, chủ xe đã lắp thêm, rất là đẹp đẽ và rất là khỏe khoắn nhá. Phiên bản Raptor, Ranger Raptor quý vị và các bạn nhé. Bắt đầu từ năm 2019 thì Ford cũng đã bỏ không sản xuất Wildtrak nữa, không sản xuất Wildtrak 3.2 nữa mà đã sản xuất ra Ford Ranger Raptor phiên bản 2.0. Động cơ turbo cũng rất là khỏe, động cơ thì tiết kiệm nhiên liệu, thể tích làm việc nhỏ cho nên tiết kiệm nhiên liệu nhưng mà rất là khỏe, rất là đẹp ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp nhé quý vị các bạn ạ. Nguyên bản tại vì là những chiếc xe này thì không phải độ đẽo gì cả cho nên nó nguyên bản, chứ nhiều xe Ranger Wildtrak là phải độ đồ, mua về là phải độ hết cả lốp, giảm sóc các thứ lên, chứ những chiếc xe này là nó nguyên bản hết luôn đây này. Nó đã có sẵn như thế này rồi cho nên là những chiếc xe này thì phần lớn là anh em mà mua về thích phượt, thích chạy chơi bời thì không phải độ gì nữa. Vành rất là đẹp này, lốp cũng còn nguyên bản này,
Đấy, la răng 17 rất là khỏe. Lốp thì cực kỳ dày, những cái lốp này thì không biết đi đến bao giờ cho nó mới hỏng được cái lốp này. Dàn lốp này thì đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi quý vị và nhá. Và cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết là đồng hồ zin, đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Quý vị các bạn có thể check tại hãng ạ. Đấy, nếu sai là tôi sẵn sàng tặng lại xe cho quý vị các bạn ạ. Vì đồng hồ chuẩn luôn đấy ạ. Đây là lốp này, đây là cái dàn lốp ạ. Rất là dày. Đấy, lốp sơ cua này. Lốp sơ cua này thì ta lông còn rất là dày đấy quý bạn, rất là mới này. Nó bẩn thôi, chứ cái lốp sơ cua này cũng mới đấy quý vị các bạn nhé. Ở bên dưới gầm này cho nên rất là bẩn. Nhìn cái bộ giảm sóc của nó rất là uy lực quý vị các bạn ạ. Bộ giảm sóc này, kinh khủng. Rất là đẹp. Đấy, từ những cái gầm. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn ạ, còn rất là mới, rất là đẹp. Và xe này không có chạy ở vùng biển, vùng nước gì cả. Cho nên là cái gầm của nó này, quý vị bạn này, gầm này không có bị gì, không bị ham gì đâu nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, đây là cái phần gầm. Cái bậc cửa cũng rất là chắc chắn này. Bậc cửa được thiết kế sản xuất bằng hợp kim, cho nên là rất là chắc chắn, chứ không như những các dòng Ranger XLS là con bậc cần bậc nhựa. Cho nên là bậc này là bậc hợp kim, kim loại rồi, cho nên rất là chắc chắn quý vị các bạn ạ. Gương chiếu hậu được tích hợp là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương luôn đấy ạ. Rất là đẹp. Đây, tôi chỉ cần bấm khóa là cái đèn LED nó sáng này. Đấy, mở cửa ra là đèn LED nó cũng sáng luôn, hoặc bấm mở khóa. Rất là đẹp ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi, không có xước sát, không có đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe, cũng như xem về cái phần đâm đụng hay là va chạm hay là keo chỉ những phần sau ạ. Nó khác với những chiếc xe trước thì là bây giờ những chiếc xe này thì cánh cửa, trên cánh cửa người ta đã bỏ cái phần keo chỉ ở cạnh đi rồi nhé. Không còn cái phần keo chỉ như những cái xe Y-Check 3.2 nữa đâu. Sau đây thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ cái cánh cửa bên lái nhé. Cánh cửa bên lái là cái cánh cửa ghế lái đấy, tức là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất. Thì đầu tiên là tôi vẫn mời quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần những chiếc xe khác là keo chỉ, nhưng chiếc xe này bây giờ là bỏ những cái phần keo chỉ đi rồi, mà là những cái mép này là mép gập tôn. Đấy, mép gập tôn này, nếu như đâm đụng hay là va chạm gì cả thì là cũng sẽ có vết ở cái mép này. Mép này làm lại nó cũng rất là khó đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, còn bên dưới này mới là có keo chỉ này. Đây là keo chỉ này, phần bên dưới, cạnh dưới này là keo chỉ. Tất cả còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn ạ. Từ ốc cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn. Tắp bi cửa thì rất là đẹp luôn này. Bắt đầu bước vào cái phần khoang nội thất thì chúng ta nhìn từ những cái bậc cửa trở đi. Đấy, từ đến cái bậc cửa này cũng rất là đẹp, rất là uy lực. Và ghế lái, ghế lái đã được trang bị là ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí luôn đây quý vị và các bạn ạ. Nội thất da thì rất là đẹp rồi. Nội thất da rất đẹp ở phần dưới ghế, ở phần giữa nhé. Nó khác với những chiếc xe Y-Check. Y-Check là phần giữa này là kết hợp với da pha mini, nhưng chiếc xe Raptor này thì đã kết hợp với da và giữa là da lộn quý vị bạn ạ. Đây này, đây là cái phần này là phần da lộn nhé. Vô lăng cũng còn nguyên bản luôn, vô lăng còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Và tích hợp sang số thể thao trên vô lăng ạ. Lát nữa thì tôi sẽ lên xe cho quý vị các bạn xem về cái phần táp lô của xe nhé. Sau đây thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ những cái mép cửa này cũng còn nguyên bản hết đấy, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên và còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Nội thất rất là mới luôn. Đây, từ những cái bậc cửa này rất là đẹp luôn này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần táp lô này. Về cái phần táp lô thì tôi cứ bật cái khóa điện lên cho quý vị và các bạn cùng xem đã. Đầu tiên là mời quý vị và bạn xem cái đồng hồ đã. Đồng hồ đã chạy được 3 vạn 7 km rồi quý vị và bạn nhé. Tôi cam kết cái đồng hồ này là đồng hồ chuẩn, không tua. Cam kết đồng hồ chuẩn này. Vô lăng cần số này, vô lăng này, cần số cũng còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp như thế này đấy quý vị và bạn ạ. Đồng hồ chuẩn luôn ạ. Đấy, tay phanh này,
chế độ cài cầu này. Xe thì option thì những chiếc này thì khỏi phải bàn rồi quý vị và bạn ạ. Từ những cái option cho đến các tính năng an toàn thì rất là ok ạ. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, sang số thể thao trên vô lăng này, cruise control này, rồi các chế độ an toàn thì quý vị và bạn thấy đây ạ. Ở những chiếc xe Raptor, từ những chiếc xe Wildtrak cũng đã đầy đủ các tính năng rồi cơ, cho nên Raptor này thì cũng còn không có thiếu gì cả. Từ phanh, khoảng cách, cảnh báo, lệch làn đã có đầy đủ hết rồi quý vị và bạn nhé. Và ở giữa này đã được trang bị một cái màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện này, từ dẫn đường này, ứng dẫn đường này, cho đến điện thoại rảnh tay này, chơi nhạc này, camera 360, camera lùi đấy, tích hợp hết ở trên cái màn hình này rồi. Phải nói là rất là tiện ích quý vị và các bạn ạ. Và đây là cái phần cốp sau nhé. Riêng về cái phần cốp sau cũng như cái capo, tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn. Vì là những chiếc xe mà có bị đâm đụng nhiều thì cũng ở cái phần đầu và phần đuôi. Đây là cái phần đuôi quý vị và bạn nhé. Cái cửa sau này, cửa sau thì vẫn là keo chỉ zin đấy ạ. Đấy, keo chỉ đây này quý vị và các bạn ạ. Vẫn được thiết kế là keo nhá, keo chỉ ạ, giống như những các xe khác ạ. Đấy, tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem này. Từ keo chỉ còn zin luôn này. Keo chỉ zin thì đến những cái ốc này cũng còn nguyên hết đây quý vị và các bạn này. Đấy, ốc còn nguyên này, từ những phần trong này. Đấy, nếu như bị đâm đụng hay va chạm thì phải tháo ra sửa chữa thì nó sẽ có vết, còn không là nó sẽ còn nguyên và còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và bạn xem về cái cánh cửa phía sau bên phụ này, từ những cái phần mép cửa này, mép cửa này cũng còn nguyên còn zin hết ạ. Đấy, đây là những cái phần mép cửa quý vị và bạn nhé. Bên dưới là vẫn là keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên hết luôn ạ. Và ốc bản lề, từ những cái ốc bản lề này nó cũng còn nguyên hết ạ. Đấy, những cái ốc bản lề này là còn nguyên hết này. Từ chủ xe cũng đã rất là cẩn thận quý vị các bạn nhé. Đây là cái ốp phần inox, inox ốp bậc cửa này, bộ thảm xịn của xe này, lót sàn đầy đủ cả rồi ạ. Đây, nó từ những cái lót sàn này, cho nên là rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ rồi. À, nội thất bên trong này rất là mới. Đấy, vẫn còn nguyên đồ đạc của chủ xe, tôi chưa dọn hết ra đâu. Chiếc xe này là chúng tôi chưa dọn dẹp gì cả. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây ạ. Đầu tiên là cũng cho quý vị bạn xem về cái phần mép này đã. Mép cửa này, tôi quay chi tiết thật sát vào để cho quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu, đang có nhu cầu mà chưa có điều kiện qua xem trực tiếp thì xem trên video thì quý vị bạn cũng đã thấy được cái chất lượng của nó. Từ những cái ốc bản lề này còn nguyên bản hết ạ. Hàng ghế trước thì chỉ có cái ghế bên lái là được ghế chỉnh điện thôi quý vị bạn nhé, còn nếu như ghế bên phụ này vẫn là ghế chỉnh cơ quý vị bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất tại Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ, made in Thái Lan đây quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp về cái phần nội thất, không có chê đi đâu được. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe Raptor 2020 ạ. Khác với cái phiên bản trước đó là phiên bản Forerunner Wildtrak 3.2 thì phiên bản Raptor này thì Ford cũng đã thiết kế cho một chiếc động cơ diesel 2.0 lít và là động cơ turbo ạ. Đấy, tôi sẽ giới thiệu qua về cái phần động cơ biturbo đấy ạ. Đấy, chính xác gọi là động cơ biturbo 2.0 lít động cơ diesel, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé, thể tích làm việc nhỏ và lại tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và cơ bản là tôi muốn giới thiệu cho quý vị bạn nó còn rất là mới đấy ạ, rất là mới, rất đẹp, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Mua về cái là chúng tôi đem ra đây quay giới thiệu luôn cho quý vị các bạn ạ. Hơn 3 vạn và nó mới như thế này đấy quý vị bạn ạ, không cần phải dọn dẹp gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn. Nếu như bây giờ mà chúng tôi lại dọn dẹp đi thì nó lại thành ra mới quá. Và tôi cũng giới thiệu cho quý vị bạn xem về những cái phần ốc capo đã này. Ốc capo nguyên bản luôn này. Tôi quay rất chi tiết cho quý vị bạn cùng xem nhé. Từ cái chi tiết nhỏ nhất nhưng mà nó lại rất quan trọng đấy ạ. Cái ốc này là cái chi tiết nhỏ nhất nhưng nó rất quan trọng ạ. Nếu bị đâm đụng hay va chạm hay tháo ra sơn lại thì là nó sẽ có vết, không bao giờ xóa được hết cái vết tháo đâu quý vị bạn nha. Đây là họ lắp bằng robot, không bao giờ có vết. Chứ bây giờ chúng ta mà lắp bằng cà lê mỏ lết vào là nó, kể cả có đệm ni lông hay là nhiều người có kinh nghiệm bảo là
lắp ốc không có vết là lót ni lông hay là lót rẻ vào là nó không có vết, nhưng mà tôi khẳng định luôn đã lắp là sẽ có vết. Đấy. Và đây là những cái phần mép này, mép cabo này cũng còn nguyên bản này. Đấy. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị ngập nước, máy móc còn nguyên bản này. Đây, từ những cái ốc cabo bên này đây ạ. Đấy, cũng còn nguyên bản hết cho đến ốc tai này. Ốc tai này, ốc xương đầu xe này. Còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Không bị đâm đụng, không bị ngập nước gì đâu ạ. Nguyên bản hết đấy ạ, chúng tôi cam kết ạ. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn rất chi tiết từ ngoại thất cho đến nội thất rồi đến động cơ của chiếc xe Ford Ranger Raptor 2020, đăng ký tên chủ nhân, đăng ký 2020 này. Sản xuất năm 2020 và đăng ký năm 2020, lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, đến cái mục quan trọng nhất là tôi sẽ báo giá cho quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 235 triệu đồng. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe Ford Ranger Raptor 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của tôi để dưới phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger Raptor sản xuất năm 2020 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video trực tiếp ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.